ra đời. Cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho ta lớn khôn nên người, chỉ mong nhìn thấy nụ cười của ta. Dù cha ra sao vẫn luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao vẫn luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đã từ lâu tiếng chuông chùa đã đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, sâu lắng mà bình dị thiêng liêng. Hơn bao giờ hết, tiếng chuông chùa xem như giọt nước cành dương, làm tan đi bao u sầu phiền muộn trong lòng nhân thế. Đồng thời, tiếng chuông chùa cũng diễn tả và chuyên trở chân lý sâu xa của Đạo Phật. Chuông chùa thông thả, thanh thoát, không vội vàng, thôi thúc, mà ngược lại khiến lòng người lắng động, không hối hả bon chen. Âm thanh nhẹ nhẹ cho bao dục vọng vơi đi, cho tham lam lắng xuống, luôn mang tính chất từ bi bao dung của chư Phật Bồ Tát. Lắng lòng nghe một tiếng chuông, vui buồn hờn giận yêu thương nhẹ nhàng, quay về tỉnh giấc bình an, nhất tâm chính niệm sen vàng bước lên. Trước khi chính thức bước vào đại lễ Vu Lan báo hiếu, để cho buổi lễ được thêm phần trang trọng, thọ hưởng không khí của mùa tri ân báo ân, thời giờ này chúng con xin kính mời đại chúng hãy cùng lắng lòng thanh tịnh, buông bỏ mọi tạp niệm, thành tâm hướng về bảo tượng trang nghiêm của chư Phật, để cảm nhận tiếng chuông như cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng trào trong tận cùng tâm khảm. Sau đây, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hiếu sẽ sướng kệ thỉnh chuông. Nam mô A Di Đà Phật. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi.
Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông huyền diệu đưa về nhất tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức hiện tiền tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, chiều tháng bảy mưa về bên sông cửa, lá thu vàng nghe quặng thắt lòng con. Vu Lan đến con bồi hồi trong dạ, ơn sinh thành dưỡng dục đức cù lao. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hàng năm khi những chiếc lá sa cành nhậm vàng từng ngõ đường góc phố, những cơn mưa ngâu bất chợt rã rích bên hiên cửa sổ, những làn gió se lạnh khẽ thấm mình len lỏi, khiến cho lòng người chợt rung lên bao nỗi niềm xúc cảm. Vậy là tháng bảy đến rồi đấy. Tháng bảy về khiến cho hàng triệu trái tim phải nghẹn ngào thổn thức. Lại một mùa nhân loại đón Vu Lan. Và chắc có lẽ đã từ rất lâu rồi, những người con Phật nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung, một dân tộc có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa, đều ngưỡng vọng thiêng liêng về hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vì cho dù con có đi đến đâu, đi đến phương trời nào xa xôi, hay lưu lạc nơi xứ người cách trở, vẫn luôn nhớ về ân đức cao dày của mẹ và cha. Bởi mẹ cha đã san sẻ cho con một phần máu thịt để tạo nên vóc dáng hình hài này, cho con có mặt trong kiếp người, cho con một cuộc đời trọn vẹn yêu thương. Công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha, trời biển này đâu tường đâu tọ. Vậy thì trái tim nhỏ bé của chúng con đây đâu hầu mong trọn vẹn, chỉ mong rằng như hạt cát giữa sa mạc bao la, như giọt nước giữa đại dương mênh mông, như ánh sao trong muôn ngàn vũ trụ. Rằm tháng bảy con đau lòng quặn nhớ, mắt mẹ hiền mòn mỏi cuối trời xa, tiếc Vu Lan nghe tắc dạ ruột rà, thương cha đã một đời quên khó nhọc.
ân thâm nặng người suốt đời bao bọc, nghĩa con đây xin vẹn chữ đáp đền. Biết làm sao bày tỏ hết tấm lòng của mình, giờ đây chúng con chỉ biết noi gương theo đức hạnh của Ngài Mục Kiền Liên Đại Hiếu thợ xưa. Vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy, mùa Vu Lan năm nay, ngày rằm tháng 7, ngày tự tứ của 10 phương tăng, chúng con cùng nhau tụ hội về đây dưới ngôi Già Lam Hoằng Pháp, xin thành tâm dâng chọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền, cũng như dâng nén tâm hương lên những bậc cha mẹ đã không còn tại thế. Nguyện cầu 10 phương tam bảo gia hộ cho tất cả đều được hưởng phúc lành trong mùa báo hiếu Vu Lan. Và đó cũng chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình đại lễ như sau. Thứ nhất, chuông chống bát nhã cung nghinh chư tôn thiền đức Quan Lâm chứng minh. Thứ hai, hô kệ thỉnh chuông. Thứ ba, tuyên bố lý do giới thiệu chương trình. Thứ tư, nghi thức cài hoa hồng gồm có 3 phần như sau. 1. Nói về ý nghĩa cài hoa hồng. 2. Một phút mặc niệm thiêng liêng. 3. Cài hoa hồng. Thứ 5. Chương trình phút sám hối. Thứ 6. Chương trình kể chuyện hiếu ân. Thứ 7. Lễ tri ân cha mẹ. Thứ 8. Ca khúc cám ơn cha. Thứ 9. Nghi thức dân y cúng dường gồm có 2 phần. 1. Tắc bạch dân y. 2. Đạo từ của chư tôn đức chứng minh. Thứ 10. Cảm tạ chư tôn đức. Thứ 11. Hoạt kịch nỗi buồn mẹ tôi. Thứ 12. Tụng kinh Vu Lan. Cuối cùng, thọ trai và hoàn mãn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng. Kính thưa quý Phật tử, mẹ, cha, hai tiếng gọi thân thương sao lạ, đã đi vào đời con từ thuở mới lọt lòng. Rồi kể từ lúc bập bẹ cất tiếng gọi đầu tiên, con đã mường tượng ra dáng hình và cảm nhận được vòng tay ấm áp thương yêu của cha và mẹ. Cha mẹ đã cho con suốt quãng đời còn lại thầm lặng hy sinh cả tuổi thanh xuân và sức lực của mình, cũng chỉ vì hạnh phúc cho con. Đã chứng kiến và chu toan từ lúc con mới bắt đầu tượng hình trong thai mẹ, cho đến lúc con cất tiếng khóc chào đời, rồi vững vàng bước vào cuộc sống của thế nhân. Ôi, ngẫm lại, đó là cả một chặng hành trình đầy gian lao và nước mắt. Thế rồi ngày qua ngày, con khôn lớn, trưởng thành nên danh phận, cha mẹ chẳng mong đáp đền, cũng chẳng trách chẳng than, chỉ mong con lúc nào cũng được an vui và hạnh phúc. Hỡi ôi, có kỳ quan vĩ đại nào mà sánh được với ơn đức của mẹ cha đây? Vậy mà, từ độ ra đi con kiếm tầm sự sống, chưa một lần về lại bến quê xưa, con đã quên rồi mẹ. Con đò chiều chở nặng miếng cơm cha, mảnh vườn nhỏ đã sờn manh áo mẹ. Con có nhớ đâu giọt mồ hôi khó nhọc, ướt đẫm khi trời chiều lành lạnh lúc tàn canh. Tuổi thơ con là tấm áo mẹ mong manh, con hạnh phúc bởi lưng còng cha che chở. Để bây giờ ở nơi xa xôi lặng lẽ một mình, con để mặc cho mắt mẹ hiền vẫn mòn mỏi ngóng trông. Con để mặc cho đôi vai gầy của cha vẫn đêm ngày tựa cửa nhớ thương. Con muốn chạy ngay về ôm chân mẹ, nghiêng đầu vào vai cha mà tuôn chảy giọt nước mắt muộn màng, để tìm lại hơi ấm của song thân lúc chiều tà xế bóng. Và giờ này, để đồng cảm sẻ chia những hạnh phúc ngọt ngào cho những ai đang còn cha còn mẹ, và cảm thông cho những ai đã vắng bóng hai đấng sinh thành, tiếp theo chương trình,
Xin mời toàn thể đại chúng hãy cùng lắng lòng nghe và hồi tưởng về những thâm ân vô cùng thiêng liêng và cao quý của cha mẹ. Sau đây, xin trân trọng kính mời MC Ốc Thanh Vân sẽ diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng. Xin trân trọng kính mời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, con là Ốc Thanh Vân, hôm nay con rất là vinh hạnh khi được đứng ở đây trước quý thầy và quý Phật tử tại chùa Hoằng Pháp. Con cũng là một người con vừa mất bố. 49 ngày của bố con cũng mới vừa qua hồi tuần trước thôi. Cốt của bố thì ở chùa Thiền Lâm ở quận 8 gần nhà con. Ngày nào con cũng vào chùa với bố. Con sợ rằng là khi mà con không vào thì bố chờ, bố sẽ sốt ruột. Và bản thân con, tâm con cũng không an khi không được vào chùa để mà nói lời sám hối và được thể hiện sự nhớ thương của mình với bố. Cũng như là con luôn cầu nguyện để cho Phật chứng giám được tấm lòng của con và đưa bố con về nơi cực lạc. Kính thưa quý Phật tử, tháng năm trôi, rồi còn mấy ai ngồi lại và gọi tên những nhung nhớ thuở xưa. Trong biển tình của cõi nhân gian này, có biết bao nhiêu yêu thương cứ đong đầy trong miệng ký ức. Để mỗi lúc cô đơn, ta lui về dạo bước trong niềm cô quạnh. Rồi ta tự hỏi lòng mình, những hoài niệm dấu yêu ấy, hoài niệm nào đã giúp cho ta khôn lớn, hoài niệm nào đã giúp ta vượt qua bao nhiêu gian khó. Chắc hẳn ở mỗi chúng ta đều có những cuộc tình không thể lãng quên, đều có những con người khiến cho ta hỉ nộ ái ố, để rồi tất cả những cảm xúc ấy cứ đan xen dệt nên lưới tình, khiến những ai non dại cứ mãi lênh đênh đắm chìm trong biển ái. Song dẫu mỗi người trong chúng ta đều có số phận khác nhau, không ai giống một ai, nhưng hôm nay đây, tất cả chúng con đều có chung một tâm trạng, một hồi ức, bởi chúng con đều chỉ có duy nhất một mẹ và một cha. Ai cũng có một gia đình, và cũng sẽ có ngày chính chúng ta tự xây cho mình một gia đình mới. Đối với con, dù cho cả thế gian này có thay đổi, gia đình vẫn là một nơi duy nhất sẽ không bao giờ bỏ lại. Người đầu tiên mà con muốn kể đến là bố. Đây là những lời mà con viết cho bố của con từ cuối năm 2016 cho đến lúc bố con mất, là tháng 6 âm lịch vừa rồi. Chỉ trong vòng khoảng nửa năm, bố con phải nhập viện 3 lần. Cứ mỗi lần mà bố bị như vậy thì con lại viết vào trong cuốn nhật ký của mình những dòng này. Chưa bao giờ con cảm thấy bất lực như lúc này. Con chỉ ước sao thời gian có thể quay trở lại, hoặc là thời gian cứ trôi thật chậm thôi. Đi đâu làm gì, con cũng sốt ruột về nhà. Con lo sợ, con bất an đủ thứ, bởi bố của con đang ốm. Bố ốm nặng lắm, con không biết làm gì để cho sức khỏe của bố có thể khá lên. Bố con bây giờ yếu quá rồi, không tự xúc ăn được, không tự đứng lên ngồi xuống được, cũng không tự bước đi được nữa. Bây giờ dù cho là con có mang về bao nhiêu sơn hào hải vị thì bố cũng không thể ăn được. Thuốc bổ có mua loại đắt tiền đến mấy thì cơ thể của bố cũng không thể còn nạp được. Bố chỉ có thể ăn cháo, ăn cơm nhão, bố ăn như một đứa trẻ mà thôi. Rồi đến một ngày, bệnh của bố trở nặng thêm. Ngày bố được chuyển lên bệnh viện để chữa trị, hai bố con chỉ còn hiểu nhau qua đôi mắt. Trong ánh mắt bố chứa đầy sự nuối tiếc, trong ánh mắt con tràn ngập đau thương. Bố nằm nhìn con chăm chú, con nghĩ là bố muốn tâm sự nhiều lắm nhưng không nói được. Trong phút giây im lặng thiêng liêng này, con chợt nghe tiếng lòng của bố qua từng cơn nấc nhỏ, rồi từng giọt lệ tràn ra khóe mắt, lăn dài trên gò má nhô xương của bố,
chỉ trong một thời gian nhất rất ngắn. Bổ của con xuống ký rất là nhanh, có cảm giác như là chỉ còn da bọc xương mà thôi. Con chết lặng cả người, con cúi đầu nước lệ, tôn trọng sự trở về thầm kín của bố mà lòng con như đứt ruột đứt gan. Con hiểu rằng lần này bệnh của bố con trầm trọng thực sự rồi. Bố con phải thở oxy vì chỉ số tự nhiên thấp, ăn uống cũng phải tiếp qua đường ống. Bố đã liệt nửa thân bên trái, không nói được. Thực ra là bố vẫn biết tụi con đứng đó, nhưng mà bố chỉ có thể cử động một chút ở phía bàn tay phải mà thôi. Dù không muốn nhưng con buộc phải cột tay phải của bố vào cạnh giường, bởi vì chỉ cần lúc nào có một chút tỉnh táo là bố sẽ dùng tất cả sức lực để giật cái kim truyền thuốc, và lúc đó thì bố lại thêm đau đớn. 2 tuần bố nằm trong bệnh viện, con cứ phải chạy ra chạy vào. Cả ngày con đi quay, thật sự là công việc này vất vả. Đêm về đến nhà, con chỉ kịp gặp chồng, gặp con một chút, rồi lại nói là chồng con chở con vào bệnh viện thăm bố, bởi vì nếu như con để bố ở trong bệnh viện như vậy thì chắc chắn đêm đó con sẽ không an giấc. Đêm con ngủ cạnh bố, thực ra thì có thể thuê người chăm đêm, nhưng mà con biết là thời gian không còn nhiều, con cần phải ở bên cạnh bố nhiều nhất có thể. Nếu con về, ai cho bố uống nước? Ai lật người? Ai vỗ lưng cho bố? Ai xức thuốc vào vết lở ở lưng cho bố? Ai đổ nước tiểu? Ai dọn phân? Bố có biết gì nữa đâu. Rồi sau 2 tuần, con xin bệnh viện để được đưa bố về nhà tiếp tục điều trị, bởi vì thực sự là con cũng đuối sức quá. Con cảm giác như là mình sắp gục ngã. Bác sĩ cũng đồng ý, vì phổi của bố con lúc này cũng đã ổn hơn, da dẻ bố cũng hồng hào hơn. Chúng con mua máy tạo oxy, rồi mua cả máy hút đàm. Mọi thứ đều sẵn sàng, vì bác sĩ nói là có nhiều người nằm như vậy cả mấy năm. Và con nghĩ là mình có thể được ở bên cạnh bố thêm một vài năm nữa. Đó là điều may mắn, đúng không bố? Ở nhà thì con tiện chăm sóc bố hơn, và cũng xác định là nếu có gì không ổn thì ngay lập tức sẽ đưa bố vào bệnh viện, bởi vì nhà cũng gần bệnh viện. Các bác sĩ và y tá cũng đến nhà khám cho bố đều đặn. Những ngày nằm như thế chắc hẳn cũng mỏi mệt cho bố quá, phải không bố? Nằm một chỗ khó chịu lắm, đúng không bố? Chẳng qua là con chăm bố quen rồi nên con còn lưu luyến quá. Bố hiểu cho con nha bố. Vì dẫu giờ bố và chúng con cũng không thể giao tiếp, nhưng mà thật sự con không thể chấp nhận rằng con sẽ không còn có bố. Bố ạ, bố có biết là con chăm bố quen rồi, con đã vui vẻ và chấp nhận điều đó. Con cần được tiếp tục làm điều đó cho bố. Con nâng bố một mình con cũng không thấy nặng. Con dọn vệ sinh cho bố con cũng không còn thấy hôi. Con làm rất nhẹ nhàng, con làm rất nhanh, rẹt rẹt chút xíu là con xong liền à, bố thấy không? Con thật sự con muốn làm mà bố. Vậy mà một buổi chiều con đi làm, bố ở nhà bố ngủ, rồi bố đi luôn. Bố không đợi con về. Tại sao bố không đợi con về? Con nghe tin, con chạy về nhà ngay lập tức, đầu óc con trống rỗng, không kịp suy nghĩ bất kỳ một điều gì. Chạy về đến nhà thì bố đã đi mất rồi. Chiều hôm đó, con thay quần áo đẹp cho bố xong, con ngồi đó con nhìn bố. Bây giờ con muốn làm gì thì cũng không được. Thực sự lúc đó con chưa chấp nhận được sự thật đâu. Và những ngày sau đó cũng như vậy. Đôi khi con cảm thấy mình giống như một người bị thần kinh. Có những ngày con đi ngang qua bệnh viện Nguyễn Tri Phương là nơi bố con từng nằm. Con suy nghĩ, bây giờ về nhà thật nhanh, tắm thật nhanh, lo cho các con thật nhanh rồi chạy vào đây liền để kịp chăm bố đêm nay. Có những lúc con ở nhà, đồ đạc, tất cả mọi thứ của bố còn ở đó. Con nói chuyện một mình,
trong phòng của bố. Con biết là trong thâm tâm con thực sự chưa chấp nhận chuyện này. Bố, con đang ở cạnh chỗ bố nằm thôi, xung quanh là nhang khói, và con đã hiểu chuyện gì phải đến cũng đã đến. Tay bố bây giờ không còn bóp lấy bàn tay của con nữa rồi. Bố, có phải là bố sẽ đi thật xa để rồi bố sẽ trở về, phải không bố? Mọi người cứ nói là âm dương cách trở. Giờ đây, con vĩnh viễn mất bố thật rồi. Nhưng không phải như thế, phải không bố? Bởi con biết, trong muôn trùng nhân duyên, để được làm con gái của bố, con đã phải vượt qua muôn vạn nẻo đường. Nhân duyên này không phải dễ mà có, nhưng thật dễ để mất đi. Con tin trong chuỗi dài định mệnh, sẽ có một lúc nào đó con lại được gặp bố, được tự hào vì có bố là bố của con. Chắc hẳn lúc ấy con sẽ không còn bận bịu đủ thứ, bận bịu vì con cái, bận bịu vì công việc, bận bịu để làm người tốt cho xã hội. Lúc ấy con sẽ dũng cảm bỏ tất cả mọi thứ để được làm tròn trách nhiệm của một người con. Còn giờ này, con sẽ thay bố làm tròn trách nhiệm của một người con lớn trong gia đình. Con sẽ thay bố để chăm mẹ, chăm em gái và chăm các cháu của bố. Con sẽ hướng dẫn các cháu sống sao cho thật tốt. Đây không chỉ là một lời hứa, mà còn là tâm nguyện của con. Bởi hôm nay đây, khi nhìn thấy dáng mẹ hao gầy trong những ngày cuối tiễn biệt bố, con chợt nghĩ thanh xuân của mẹ đã giấu ở đâu? Phải chăng thời gian đã vô tình lấy mất đi tuổi trẻ, sức khỏe của mẹ? Câu hỏi ấy cứ theo con trong suốt những ngày qua, để rồi hôm nay đây, khi con nhìn thấy mẹ nuốt nước mắt vào lòng, vỗ về chúng con vượt qua cú sốc này, con mới biết thanh xuân của mẹ đã dành trọn cho bố và các con của mình. Sự trưởng thành của chúng con, hạnh phúc của gia đình được đánh đổi bằng cả thanh xuân của mẹ. Mẹ của con cũng tên là Thanh Xuân, và hôm nay mẹ con cũng có đến đây cùng với con. Đôi khi nhìn mẹ bước lên bước xuống bậc thềm một cách khó nhọc vì những căn bệnh tuổi già, bất giác con chợt hoảng sợ khi nghĩ đến một ngày nào đó, sợ là ngày ấy lỡ chẳng may mà nó gần thôi, rồi con cũng sẽ phải rời xa mẹ. Cánh hoa màu trắng sẽ được cài lên áo của con. Con hiện vẫn còn rất hạnh phúc vì hôm nay đây, mình chỉ mang trên áo cánh hoa màu hồng nhạt để nhắc nhở con rằng tuy không còn bố ở bên cạnh, nhưng may mắn con còn có mẹ. Mẹ của con cũng đã nhiều tuổi, thời gian rồi cũng sẽ đưa mẹ đi. Nếu con không cố gắng níu giữ trân trọng những thời khắc quý giá bên mẹ, rồi con sẽ lại phải hối hận như phút giây tiễn bố ra đi. Mùa Vu Lan này, mùa Vu Lan đầu tiên con xa bố, khiến trái tim con đong đầy cảm xúc nhớ mẹ cha. Con lặng lẽ cài lên ngực áo mình bông hoa màu trắng, hoa đỏ thắm dành cho người còn cha còn mẹ, hoa màu hồng khi đã vắng mẹ xa cha, hoặc trắng tinh khôi để xóa tan đi những u sầu của một người mồ côi. Và trong giây phút thiêng liêng này, chúng ta hãy cài cho nhau những đóa hoa để cùng tri ân tới hai đấng sinh thành, cùng nhau cầu chúc sức khỏe cho cha mẹ. Từ nay và mãi mãi về sau, xin bạn hãy gìn giữ đóa hồng đừng để nhạt phai, như gìn giữ tình thương yêu của cha, của mẹ. Bạn hãy trân trọng cha và mẹ, vì đấy là hai đấng thiêng liêng tôn quý nhất. Và hãy hạnh phúc vì còn cơ hội phụng dưỡng kính dâng. Còn nếu bạn không may đã bất hạnh vì đã mất cha, mất mẹ rồi, xin hãy lặng lẽ cài lên ngực mình
đóa hoa buồn trinh trắng. Một đóa hồng trắng như tấm lòng hối lỗi ăn năn, để cảm nhận một sự mất mát lớn lao mà lâu nay mình đã vô tâm, không biết trân quý tình cảm thiêng liêng khi cha mẹ đang còn bên cạnh. Hãy cài hoa và hãy hướng nguyện về cha về mẹ bằng tất cả những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta đang có. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, mẹ sinh cha dượng cù lao, núi cao biển rộng biết sao đo lường, từ bi thầy tổ chỉ đường, giới thân trọn vẹn chân thường đạo nguyên. Thật vậy, chúng con kính nghe, mùa Vu Lan là mùa hiếu hạnh, cũng là mùa khánh tế đức tôn sư. Vì thế, trong giờ phút trang nghiêm long trọng, thoảng hương giới đức, chúng con xin thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức chứng minh cùng toàn thể đạo tràng đồng đứng lên, chắp tay trang nghiêm, lắng động tâm tư thành kính, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ về thâm ân to lớn của ba ngôi tam bảo, công ơn giáo dưỡng muôn một của thầy tổ bổn sư, những người đã dâng trọn cuộc đời mình cho sự tồn vong phát triển của đạo pháp, lại để tưởng nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục cao cả của cha của mẹ. Bên cạnh đó, chúng ta cũng tưởng nhớ đến thâm ân to lớn của chư vị thánh tử đạo, liệt vị tiền bối có công với đất nước quê hương, chư anh linh chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, chân linh cụ hiền thất tổ, cha mẹ quá cố nhiều đời nhiều kiếp. Tất cả ân đức ấy xin nguyện khắc ghi, xin nguyện đáp đền, cuối mong đức từ bi minh chứng. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm trôi qua. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, kính thưa toàn thể hội chúng, hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ, nghĩ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con phát áo nâu sòng, tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ. Và xin quý vị hãy quán tưởng, hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa, chỉ đượm nồng hương sắc thệ từ bi. Tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi, xin giữ mãi mẹ ơi xin nhớ mãi. Giờ đây những đóa hoa màu vàng thắm được tượng trưng cho sự thoát tục thanh tao của những bậc xuất trần thượng sĩ vô cùng thiêng liêng và cao cả, sẽ được cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài. Với chiếc áo nâu sòng giản dị thanh bần, chịu sương chịu gió, các ngài đã thầm dâng tặng cho đời bao niềm hạnh phúc an vui. Cũng trong chiếc áo nâu sòng ấy, các ngài đã âm thầm trả ơn cho cha mẹ vô cùng tôn kính và thiết tha. Hôm nay mùa báo hiếu lại về, chúng con xin được mạn phép cài lên chiếc huỳnh y của quý ngài những đóa hoa vàng thắm, để một lần nữa cảm nhận sự vô biên trong tình thương mà quý ngài đã ban tặng cho đời. Sau đây, chương trình của buổi lễ sẽ được tiếp tục với phần cài hoa hồng. Xin mời các bạn trong đoàn cài hoa bước lên cài hoa cho chư tôn đức. Một bóng hồng cho anh, một bóng hồng cho em, và một bóng hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ, để lòng vui sướng hơn. Rồi mai này mẹ hiền có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười.
người, ngờ đời mình không lớn khôn thế như bầu trời thiêu ấn sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mát trên cao, là mát sáng trăng sao, là ân đuốc trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lon mía ngọt ngào, mẹ, mẹ là nai chuối buồn cao, là tiếng dê đêm thao, là nắng ấm nương dâu, là vốn liếng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một chiều nào đó anh về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Có hoa màu hồng vừa cài lên áo đó, cài lên áo đó thì xin anh, thì xin em hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn đức chứng minh, kính thưa quý Phật tử, trong cuộc sống, nhất là khi chúng ta còn trẻ, còn nhiều nông nổi và bồng bột, chắc chắn không thể tránh khỏi những sai lầm đáng tiếc. Nhưng điều đáng quý là chúng ta biết nhìn nhận lại những sai lầm và hối cải sửa đổi. Đó chính là phương pháp sám hối mà Đức Phật đã dạy. Hôm nay chúng ta cùng ngồi bên nhau, cùng lắng lòng theo dòng cảm xúc, hồi tưởng về quá khứ, có thể là xa xưa trong thời thơ ấu, hoặc chỉ mới đây thôi, chúng ta đã từng làm cho những người thân thương phải buồn phiền, phải chịu tổn thương, đau khổ. Trước khi bắt đầu vào phút sám hối, xin mời đại chúng hãy cùng quỳ lên trang nghiêm, lắng động tâm tư thật sâu lắng, nghĩ tưởng về những lỗi lầm trong quá khứ mà chúng ta đã gây ra đối với cha mẹ, những người đã vì ta mà vất vả hy sinh và cũng vì ta mà chịu nhiều âu lo phiền muộn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức, thời giờ này chúng con xin được đối trước quý ngài, nhất tâm cung thịnh quý ngài từ bi chứng minh cho hàng Phật tử chúng con được hoài niệm ân đức cao dày của song thân, và xin được gửi đến song thân những lời sám hối thiết tha của chúng con trong ngày đại lễ Vu Lan báo hiếu hôm nay. Kính lạy mẹ, lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào, tình mẹ tha thiết như dòng suối hiền ngọt ngào. Tôi muốn dệt những vần thơ về mẹ để đọc lên cho nước mắt trào vơi, vì có gì đẹp đẽ nhất trên đời, thiêng liêng nhất phải chăng là tình mẹ. Kính lạy mẹ, con xin sám hối với mẹ vì những buồn phiền mà con đã gây ra cho mẹ. Con xin sám hối vì những hành động ngộ ngược, bất hiếu đã làm cho mẹ phải tổn thương. Mẹ ơi, con đã nhớ rồi. Ngày xưa ấy, mẹ sinh con ra trong cơn đau xẻ da xẻ thịt. Rồi kể từ đó, bao đêm mẹ thức trắng, bồng bế con trên tay vì những khi con nóng lạnh. Khi lớn lên, con bắt mẹ phải quan tâm, phải đáp ứng những ước muốn của riêng mình, mà con đâu hay biết được nỗi cơ cực, cay đắng mà mẹ phải gánh chịu trong cuộc đời. Mỗi khi có gì không vừa ý, con lại trách mẹ rằng mẹ không thương con, không quan tâm đến con. Rồi những khi mẹ quan tâm, nhắc nhở, con lại cáu gắt và khó chịu. Đôi khi tức giận, con đã lớn tiếng cãi lời mẹ, làm cho mẹ buồn, mẹ khóc. Con có lỗi với mẹ nhiều lắm. Cả cuộc đời mẹ sớm hôm tần tảo, đi nắng về mưa, góp nhặt từng đồng, từng cát lo cho con ăn học. Mẹ tiết kiệm những khoản chi tiêu của bản thân mình để có thể dành cho con những gì tốt nhất, đẹp nhất. Năm tháng trôi qua, mẹ để lại tuổi thanh xuân tươi đẹp cho con. Còn mẹ nhận nhiều thêm những dấu vết của sự già nua trên khuôn mặt. Tóc của mẹ phai màu theo sương gió, đôi vai gầy nặng chịu từng bữa cơm. Vậy mà con đã làm được gì cho mẹ đâu, ngoài những nỗi lo toan phiền muộn. Con đã xem sự hy sinh của mẹ là trách nhiệm, là hiển nhiên. Vì sao con không nghĩ mẹ cũng cần được con quan tâm, mẹ cũng cần được con chia sẻ, hỏi han những khi mẹ mệt mỏi, ốm đau. Con xin lỗi mẹ vì tất cả sự vô tâm của mình đã làm cho mẹ phải buồn lòng, phải đau khổ vì con. Mẹ ơi, hôm nay trong ngày đại lễ Vu Lan này,
con được phước duyên nghe những lời giảng mộc mạc chân thành của quý thầy, con mới nhận ra rằng cuộc sống thật mong manh vô thường mẹ ạ. À, con đã bật khóc, con khóc nhiều lắm mẹ. Con khóc vì quá hối tiếc cho những lỗi lầm đã gây ra đối với mẹ, và con khóc, khóc cho niềm hạnh phúc vô biên, bởi bên con giờ vẫn còn có mẹ. Con biết giờ đây ngồi trong giảng đường này đang có những giọt nước mắt chảy dài nóng hổi trên má. Có người khóc vì may mắn được còn có mẹ, nhưng vẫn có những giọt nước mắt ngậm ngùi nức nở lặng thầm nuốt lệ vào tim. Những người không khóc cho niềm hạnh phúc mà khóc cho nỗi bất hạnh vô biên, vì đã không còn được thấy mẹ. Con mất mẹ rồi, như mất cả một bầu trời, mất cả cuộc đời mẹ ơi. Kính lạy cha, tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi cha già dấu yêu, chiều thu vu lan, những câu hát êm điềm đó lại vang vọng bên con, chợt khiến con bồi hồi xúc động, nghĩ tưởng về ân đức của cha. Kính lạy cha, con xin sám hối với cha vì những thái độ, lời nói, việc làm vô lễ của con đối với cha. Con xin sám hối với cha vì những lần con nói dối để được đi chơi cùng với bạn. Bản thân con đã phạm nhiều lỗi lầm, vậy mà con cứ trách cha, sao chỉ lo cho công việc kiếm tiền mà không biết quan tâm đến con. Con đâu biết cha đã phải làm việc mệt nhọc như thế nào để có thể lo cho gia đình, lo cho tương lai của con. Gánh nặng cơm áo đè nặng lên đôi vai cha, khiến cha nhiều đêm trăn trở suy tư, nhiều đêm phải thức trắng giữa trời nắng nóng như muốn rát cháy cả da thịt. Vậy mà cha vẫn cần mẫn làm việc nơi công. Say tôi nhắm mắt quên cuộc đời, hay nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một say thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một say thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hay nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một say thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Chỉ một giây
cha mẹ vẫn đang đông đầy yêu thương. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đã từ lâu tiếng chuông chùa đã đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, sâu lắng mà bình dị, thiêng liêng. Hơn bao giờ hết, tiếng chuông chùa xem như giọt nước cành dương làm tan đi bao u sầu phiền muộn trong lòng nhân thế. Đồng thời, tiếng chuông chùa cũng diễn tả và chuyên chở chân lý sâu xa của Đạo Phật. Chuông chùa thông thả, thanh thoát, không vội vàng, thôi thúc, mà ngược lại khiến lòng người lắng động, không hối hả bon chen. Âm thanh nhẹ nhẹ cho bao dục vọng vơi đi, cho tham lam lắng xuống, luôn mang tính chất từ bi bao dung của chư Phật Bồ Tát. Lắng lòng nghe một tiếng chuông, vui buồn hờn giận yêu thương nhẹ nhàng, quay về tỉnh giấc bình an, nhất tâm chính niệm sen vàng bước lên. Trước khi chính thức bước vào đại lễ Vu Lan báo hiếu, để cho buổi lễ được thêm phần trang trọng, thọ hưởng không khí của mùa tri ân báo ân, thời giờ này chúng con xin kính mời đại chúng hãy cùng lắng lòng thanh tịnh, buông bỏ mọi tạp niệm, thành tâm hướng về bảo tượng trang nghiêm của chư Phật, để cảm nhận tiếng chuông như cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng trào trong tận cùng tâm khảm. Sau đây, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hiếu sẽ sướng kệ thỉnh chuông. Nam mô A Di Đà Phật. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe, tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Nguyện tiếng chuông này vang, một giây thôi nhắm mắt quên tất cả,
nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đong đầy yêu thương. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ tới cha một lần, dấu vết chân chiến vẫn đang từng ngày mong ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, đã từ lâu tiếng chuông chùa đã đi vào cuộc sống một cách nhẹ nhàng, sâu lắng mà bình dị thiêng liêng. Hơn bao giờ hết, tiếng chuông chùa xem như giọt nước cành dương làm tan đi bao u sầu phiền muộn trong lòng nhân thế. Đồng thời, tiếng chuông chùa cũng diễn tả và chuyên trở chân lý sâu xa của Đạo Phật. Chuông chùa thông thả, thanh thoát, không vội vàng, thôi thúc, mà ngược lại khiến lòng người lắng động, không hối hả bon chen. Âm thanh nhẹ nhẹ cho bao dục vọng vơi đi, cho tham lam lắng xuống, luôn mang tính chất từ bi bao dung của chư Phật Bồ Tát. Lắng lòng nghe một tiếng chuông, vui buồn hờn giận yêu thương nhẹ nhàng, quay về tỉnh giấc bình an, nhất tâm chính niệm sen vàng bước lên. Trước khi chính thức bước vào đại lễ Vu Lan báo hiếu, để cho buổi lễ được thêm phần trang trọng, thọ hưởng không khí của mùa tri ân báo ân, thời giờ này chúng con xin kính mời đại chúng hãy cùng lắng lòng thanh tịnh, buông bỏ mọi tạp niệm, thành tâm hướng về bảo tượng trang nghiêm của chư Phật, để cảm nhận tiếng chuông như cảm nhận một niềm hạnh phúc dâng trào trong tận cùng tâm khảm. Sau đây, chúng con xin cung thỉnh Đại Đức Thích Tâm Hiếu sẽ sướng kệ thỉnh chuông. Nam Mô A Di Đà Phật. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Nghe chuông phiền não tan mây khói, ý lặng thân an miệng mỉm cười, hơi thở nương chuông về chánh niệm, vườn tâm hoa tuệ nở xinh tươi. Nguyện tiếng chuông này vang pháp giới, xa xôi tâm tôi cũng đều nghe. Những ai lạc bước mau dừng lại, tỉnh giấc hôn mê thấy nẻo về. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Thank you.
lòng nghe lắng, lòng nghe tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Lắng lòng nghe, lắng lòng nghe tiếng chuông hiền diệu đưa về nhất tâm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn thượng tọa, chư đại đức hiện tiền tăng chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử. Chiều tháng bảy mưa về bên sông cửa, lá thu vàng nghe quặn thắt lòng con. Vu Lan đến con bồi hồi trong dạ, ơn sinh thành dưỡng dục đức cù lao. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hàng năm khi những chiếc lá xa cành nhậm vàng từng ngõ đường góc phố, những cơn mưa ngâu bất chợt rã rít bên hiên cửa sổ, những làn gió se lạnh khẽ thấm mình len lỏi, khiến cho lòng người chợt rung lên bao nỗi niềm xúc cảm. Vậy là tháng bảy đến rồi đấy. Tháng bảy về khiến cho hàng triệu trái tim phải nghẹn ngào thổn thức. Lại một mùa nhân loại đón Vu Lan. Và chắc có lẽ đã từ rất lâu rồi, những người con Phật nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung, một dân tộc có truyền thống hiếu đạo từ ngàn xưa, đều ngưỡng vọng thiêng liêng về hai đấng sinh thành trong mùa Vu Lan báo hiếu. Vì cho dù con có đi đến đâu, đi đến phương trời nào xa xôi, hay lưu lạc nơi xứ người cách trở, vẫn luôn nhớ về ân đức cao dày của mẹ và cha. Bởi mẹ cha đã san sẻ cho con một phần máu thịt để tạo nên vóc dáng hình hài này, cho con có mặt trong kiếp người, cho con một cuộc đời trọn vẹn yêu thương. Công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ, của cha, trời biển này đâu tường đâu tọa. Vậy thì trái tim nhỏ bé của chúng con đây đâu hầu mong trọn vẹn, chỉ mong rằng như hạt cát giữa sa mạc bao la, như giọt nước giữa đại dương mênh mông, như ánh sao trong muôn ngàn vũ trụ. Rằm tháng bảy con đau lòng quặn nhớ, mắt mẹ hiền mòn mỏi cuối trời xa, tiếc Vu Lan nghe tắc dạ ruột rà, thương cha đã một đời quên khó nhọc. Ân thâm nặng người suốt đời bao bọc, nghĩa con đây xin vẹn chữ đáp đền, biết làm sao bày tỏ hết tấm lòng của mình. Giờ đây chúng con chỉ biết noi gương theo đức hạnh của ngài Mục Kiền Liên Đại Hiếu thợ xưa, vâng lời Đức Thế Tôn chỉ dạy. Mùa Vu Lan năm nay, ngày rằm tháng bảy, ngày tự tứ của mười phương tăng, chúng con cùng nhau tụ hội về đây dưới ngôi già lam hoằng pháp, xin thành tâm dâng chọn tấm lòng hiếu kính lên cha mẹ hiện tiền, cũng như dâng nén tâm hương lên những bậc cha mẹ đã không còn tại thế. Nguyện cầu mười phương tam bảo gia hộ cho tất cả đều được hưởng phúc lành trong mùa báo hiếu Vu Lan. Và đó cũng chính là lý do của ngày đại lễ hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư tôn thiền đức chứng minh. Kính thưa toàn thể quý Phật tử.
Thay mặt ban tổ chức, chúng con xin được thông qua chương trình. Cả xa oai đức chi bằng sắc gian thanh bạch của hàng sa môn, nói gương từ phụ thế tôn hoàng khai giáo pháp 84 ngàn. Ngày nay thiền tính các hàng cả xa đại lễ nghiêm trang cùng dâng y với tấm lòng thành ba trong nhiều Phật đồng thanh nguyện cầu chư tăng hoan hỷ nạp thâu tăng lành hạt giống đạo màu tương lai cầu mau thoát khỏi quả thai tu hành tinh Phật. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Cung kính ngưỡng bái bạch trên chư tôn hòa thượng, chư đại đức hiện tiền chứng minh. Hôm nay mùa Vu Lan báo hiếu lại về, chúng con xin được đại diện cho toàn thể quý Phật tử hiện diện tại đạo tràng đầu thành đảnh lễ, kính dâng lên lời tác bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức chứng minh, chúng con kính nghe Đức Phật dạy rằng: thân người thì khó được, Phật pháp khó nghe, chúng tăng khó gặp, đức tin khó có. Và thật may mắn thay, hôm nay chúng con được làm thân người, được nghe chánh pháp, được gặp chúng tăng, nên chúng con đã có một niềm tin chân chánh vào ba ngôi Tam Bảo. Kính bạch quý ngài, chúng con biết được rằng có được thân người này là nhờ ơn sinh thành dưỡng dục của cha, của mẹ. Cha đã cho chúng con nghị lực, niềm tin và sức mạnh để đi vào cuộc sống. Mẹ sinh chúng con trong khổ cực, 3 năm cho bú mớm, 10 tháng cưu mang, đắng cay luôn chịu, bùi ngọt nhường lại phần con. Có mẹ, có cha, chúng con cảm thấy mình như có cả bầu trời hạnh phúc. Với những người con hiếu hạnh thì ai cũng muốn tìm cách báo hiếu mẹ cha. Và chúng con ở đây thật may mắn khi đều là những người con của Phật. Nên vâng theo lời Phật dạy,
cúng dường tăng bảo sẽ mang lại phúc đức hằng xa trên tinh thần cao cả ấy. Và hôm nay, nhân mùa an cư đã mãn, ngày chư Phật mười phương hoan hỷ, chúng con diễm phúc được tận hưởng hương hoa hiếu hạnh và nguyện noi theo dấu chân của tôn giả Mục Kiền Liên, thỉnh Phật, cầu tăng, lập đàn dân cúng pháp y để hồi hướng công đức cho ông bà, cha mẹ hiện tiền được vạn sự an lành. Cầu cho cửu huyền thất tổ, cha mẹ đã quá vãng nương nhờ sức chú nguyện của quý ngài mà sớm siêu sinh tịnh cảnh. Lại nguyện cho tất cả mọi người trên cõi đời này luôn là những đứa con ngoan hiền, hiếu hạnh với cha mẹ. Nguyện cho thế gian không còn những tiếng khóc tủi âm thầm trong đêm tối vì đã vĩnh viễn mất đi dòng suối ngọt thâm tình của hai đấng sinh thành. Và đây là những chiếc y vàng, là pháp khí, là báu vật vô giá, là tín vật ba đời của chư Phật được gói trọn bằng cả lòng thành. Chúng con kính dâng lên mười phương chư Phật cùng hiện tiền tôn đức tăng, ngưỡng mong quý ngài từ bi hoan hỷ thọ nhận và chứng minh cho chúng con được vuông tròn hiếu sự. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng chứng minh, kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay ngày 15 tháng 7 năm Đinh Dậu, chùa Hoằng Pháp long trọng tổ chức lễ Vu Lan. Quý Phật tử về tham dự lễ noi theo gương hiếu của ngài Mục Kiền Liên, sắm sanh phẩm vật y phục dâng lên cúng dường chư tôn đức hiện tiền tăng già. Nguyện đem công đức này hồi hướng cha mẹ hiện tiền được tăng phúc, tăng thọ. Ông bà, cha mẹ quá vãng được siêu sinh, lạc cảnh. Thay mặt chư tôn đức tăng hiện diện, tán thán tinh thần hiếu tâm, hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử. Kính thưa quý vị, nói đến chữ hiếu là nói đến tinh thần tri ân và báo ân của người con đối với cha mẹ. Tri ân là biết ân sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Nhờ cha mẹ mà chúng ta có thân này và ngày hôm nay được thành nhân. Báo ân là biết nghĩ đến công ơn của cha, của mẹ mà đáp đền. Lúc nhỏ chúng ta vâng lời, khi lớn lên thành nhân chúng ta phụng dưỡng cha mẹ. Đối với người Phật tử, ngoài việc lo cho cha mẹ về vật chất, chúng ta còn phải biết tu thân, biết giữ gìn đạo đức, nhân nghĩa làm người và hướng cha mẹ, biết tam bảo, biết tu nhân, biết làm lành lánh dữ để hiện đời cha mẹ được an vui, hạnh phúc sau khi từ bỏ thân này được sinh về cảnh giới tốt đẹp. Là người Phật tử, chúng ta nên lấy cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni để làm tấm gương, noi theo và học tập. Lúc còn tại gia, Thái tử Tất Đạt Đa sau khi giác ngộ thế gian vô thường, thân người là khổ là không, nên ngài hướng đến con đường xuất gia giải thoát, hầu đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha của mẹ. Tuy nhiên, khi ngài sinh xuất gia, vua cha là Tịnh Phạn Vương không đồng ý, và người vợ
cũng không hoan hỷ. Thái tử Tất Đạt Đa nghĩ đến hiếu lớn cho nên đã vượt thành xuất gia tầm đạo. Sau một thời gian tu hành thì Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng ngộ đạo quả hiệu là Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi thành tựu Phật quả, Ngài đã đi khắp nơi để hoằng pháp lợi sinh và độ cho rất nhiều người, trong đó có cả những vị vua, vị quan, những người giàu có địa vị trong xã hội. Và tiếng lành đồn xa, lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được rất nhiều người tán thán. Vua cha nghe tin rất vui mừng khi thấy con mình đã đắc đạo và đã làm được rất nhiều điều lợi ích tốt đẹp cho mọi người. Vua cha rất mong muốn con của mình trở về và để được thăm con, đồng thời được nghe những chánh pháp vi diệu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trở về hoàng cung thăm vua cha. Lần đó Ngài đã độ cho La Hầu La, là con của Ngài hồi còn tại gia đó, đi xuất gia. Độ cho Nang Đà, là người em cùng cha khác mẹ. Độ cho A Nan, người anh em bà con, và rất nhiều người trong dòng tộc Thích Ca đi xuất gia. Và lần thứ hai, trước khi nhà vua băng hà, Đức Phật đã trở về và Ngài đã dùng những lời pháp vi diệu để động viên, khuyến khích vua cha chánh niệm tỉnh giác trước khi bước qua thế giới khác. Vì Tịnh Phạn Vương là một người rất đức độ, đã làm rất nhiều điều tốt đẹp cho nhân dân, cho mọi người. Do vậy, cái phước báo của nhà vua cũng rất lớn. Đến khi sắp lâm chung, được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chính là Thái tử Tất Đạt Đa, con của vua Tịnh Phạn, ngồi cạnh bên, động viên, khuyến khích, đồng thời nhắc nhở nhà vua chánh niệm tỉnh giác. Lúc đó vua ra đi một cách nhẹ nhàng và xin về thiên giới. Sau khi vua băng hà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni độ cho Maha Bá Xà Bá Đề là Di Mẫu, sau đó cũng độ luôn cho Gia Du Đà La, chính là người bạn đời của Ngài trước đây, cũng đi xuất gia. Và rất nhiều người trong hoàng tộc Thích Ca cũng đi xuất gia. Trong kinh có kể, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng đã lên cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho người mẹ là Hoàng hậu Ma Gia. Qua đó để chúng ta thấy rằng lúc Thái tử Tất Đạt Đa đi xuất gia thì vua cha rất đau khổ, người vợ cũng rất đau khổ, và cả dòng họ Thích Ca cũng không vui. Thế nhưng Thái tử Tất Đạt Đa đã thấy được việc làm chân chính của mình, lợi ích khi xuất gia và khi thành tựu được đạo quả, nên Ngài đã nén lòng và cũng có thể bị người đời phê phán, chê bai là bất hiếu, bất nghĩa. Thế nhưng sau khi tu hành đắc đạo và những việc làm của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã chứng minh cho mọi người thấy rằng Ngài là một người đại hiếu, chứ không như mọi người nghĩ rằng Ngài đi tu như vậy là bất hiếu. Bản thân Thầy cũng như Chư Tăng ở đây
Có những người khi đi xuất gia không phải là cha mẹ đồng ý hết. Đôi khi có những gia đình cha mẹ chưa hiểu Phật Pháp, ngăn cản, cấm đoán, thậm chí còn có những hành động đe dọa nếu mà con đi tu thì cha mẹ sẽ tự tử chết. Điều này cũng có chứ không phải không. Thế nhưng xin thưa với quý vị, do cái ý chí, do cái con đường của quý thầy chọn đó là chính đáng, cho nên mạnh dạn vượt qua những trở ngại đó để xuất gia. Sau khi xuất gia tu hành và làm được những điều tốt đẹp cho bản thân, cho mọi người, cho xã hội, cho đất nước, cho chúng sinh, thì tự nhiên cái tiếng lành đồn xa, hữu xạ tự nhiên hương, những cái tiếng tốt đó nó dội ngược lại về gia đình. Lúc đó gia đình lại cảm thấy sung sướng, tự hào có đứa con đi xuất gia, làm được lợi ích cho mọi người, cho chúng sinh. Cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, lúc đầu thì vua Thịnh Phạn đâu có đồng ý, người vợ cũng đau khổ. Thế nhưng sau khi Ngài tu đắc đạo rồi về độ, cuối cùng thì bà Maha Ba Xà Ba Đề là dì mẫu, rồi mẹ nuôi cũng đi xuất gia, và người bạn đời là Gia Du Đà La cũng đi xuất gia, rồi con trai là La Hầu La cũng đi xuất gia, và rất nhiều người trong hoàng tộc đi xuất gia. Như vậy chúng ta thấy rằng Đức Phật là một người đại hiếu, hiếu thế tục, chỉ hầu cơm nước, hiếu xuất gia giải thoát luân hồi. Nếu chúng ta có khả năng xuất gia để độ cho cha mẹ hướng thiện, hướng thượng, thoát khỏi luân hồi lục đạo, thì đây mới là cái hiếu lớn. Còn hiếu thế gian, nếu quý vị lo cho cha mẹ đầy đủ về vật chất, khi cha mẹ qua đời, đọa vào địa ngục, ngạ quỷ súc sinh, thì cái hiếu này chưa trọn vẹn. Cho nên qua cuộc đời Đức Phật, chúng ta thấy một điều mà mình phải rút ra được. Thứ nhất là bản thân mình phải sống cho tốt, là người Phật tử phải giữ được năm giới, sống cho tốt, có đạo đức. Vì khi mà chúng ta sống tốt, có đạo đức, thì bản thân mình được mọi người quý trọng, thì tất nhiên đó là tiếng thơm cho cha mẹ. Ngược lại, nếu chúng ta không có đạo đức, làm điều xấu, tội lỗi, bị người đời chê bai, phỉ báng, tù tội, thì cha mẹ cũng rất đau khổ. Đó là bất hiếu. Cho nên bản thân mình phải sống tốt. Khi chúng ta sống tốt rồi, tự nhiên cái điều tốt đó có thể sẽ cảm hóa được cha mẹ và hướng cha mẹ đến điều thiện, điều tốt, hướng đến tam bảo, hướng đến sự tu hành. Và từ đó cha mẹ chúng ta có được an lạc khi sống, và lúc chết cũng được sinh về cảnh giới tốt đẹp. Chúng ta nên nhớ hai điều. Thứ nhất là bản thân mình phải sống tốt. Thứ hai, nhờ cái sống tốt đó mà có thể hướng cha mẹ mình đến tam bảo, đến điều lành, điều thiện. Chứ nếu mà bản thân mình sống không tốt, làm sao mình có thể khuyên cha mẹ được, mình có thể hướng cha mẹ mình đến chỗ tốt đẹp được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó là một cái tấm gương, và là một người đại hiếu. Không những Ngài đã trả hiếu cho cha mẹ, rồi cho cả vợ, cả con và cả hoàng tộc nữa. Quý vị thấy không? Đó là đại hiếu đó. Cho nên hôm nay chúng ta noi theo gương hiếu của Ngài Mục Kiền Liên, sắm sanh phẩm vật, y phục dâng lên cúng dường chư tôn đức tăng, nguyện đem công đức này hồi hướng cha mẹ hiện tiền được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh tịnh độ. Đây chỉ là cái hình thức, còn chúng ta phải thể hiện bằng hành động. Có nghĩa là mình phải sống tốt, sống có đạo đức, là người Phật tử chân chính, giữ được năm giới.
Khi chúng ta thể hiện được điều đó chính là báo hiếu được cha mẹ, không những cha mẹ ở hiện đời mà cha mẹ cả ở trong quá khứ nữa. Hôm nay xin thay mặt Chư Tôn Đức Tăng hiện diện tán thán tinh thần hiếu tâm hiếu hạnh của toàn thể quý Phật tử và nạp thọ phẩm vật cúng dường, nguyện đem công đức này hồi hướng cha mẹ hiện tiền của quý vị được tăng phúc tăng thọ, ông bà cha mẹ quá vãng được siêu sinh lạc cảnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trên Chư Tôn Đức đã nạp thọ cho rồi, lại còn ban cho chúng con những lời pháp nhũ từ hòa để chúng con được vẹn tròn chữ hiếu cũng như biết lối tu hành. Hàng Phật tử chúng con xin được y giáo phụng hành và thành tâm đảnh lễ cúng dường tam bái. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Chư Tôn Thiền Đức, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Thiên thu sống không rời tay mẹ, tuế nguyệt cười chẳng rẽ đường duyên. Ân sâu nghĩa nặng chưa đền, vần thơ gian dở con xin tặng người. Nói tiếp những cảm xúc dạt dào về những người cha, những người mẹ. Tiếp theo chương trình, xin mời đại chúng cùng đến với vở kịch ngắn Nỗi Buồn Mẹ Tôi. Vở kịch này do các bạn nhóm Hậu Pháp biên soạn và biểu diễn. Xin trân trọng kính mời. Con ngủ đi nè, nè ngủ nha, mẹ thương nha, ngủ nha. Nè, không chịu hát mẹ ru như vậy đúng không? Được rồi, để mẹ ru cách khác cho con ngủ nha. Con ơi con ngủ đi, ngủ đi để mẹ con đi, ngủ đi. Con ơi, con đừng có khóc nữa. Trời ơi, mẹ lo quá đi. Con ơi, nín đi. Trời đất ơi, hát tào lao vậy mà nín trời. Ghét lắm luôn á nha. Thôi ngủ đi nha, ngủ ngoan nha. Đưa mẹ dễ thương quá cô ha. Con tôi đó. Vậy dễ hả? Thương giống tôi. Cô ơi. Cô có thể cho tôi ẵm nó một chút xíu được không? Hả? Cô muốn ẵm con tôi hả? Nhưng mà cô là ai? Tôi đâu có quen biết cô đâu. Cô biết sao không? Nhìn đứa bé này á, tôi nhớ đến cháu mình lắm. Nó giống cháu tôi lắm. Cô cho tôi ẵm một chút xíu nha. Không có được nha. Nè, bà là ai? Tôi đâu có quen biết bà đâu. Với lại khi khổng khi không, tự nhiên không quen biết lại đòi ẵm con tôi. Bà định bắt cóc con tôi chứ gì? Dạo này tôi thấy trên TV nha, có nhiều vụ bắt cóc nè, lừa gạt, bắt con nít đi bán đồ tạng phải không? Nè, đừng nha, tôi la làng lên đó. Không phải đâu cô ơi. Thật ra thì tôi không phải là người xấu như cô nghĩ đâu. Thôi, tôi không có tin bà được, Bây giờ thế gian lừa lọc dữ lắm. Thôi. Nè, bà ngồi đó đi, tôi nhìn mặt bà gian ác nha. Cô, không phải mà, tôi nói thật đó. Thật ra thì tôi có một đứa cháu nội. Nó ở gần tôi lắm, nhưng mà tôi không ẵm được nó. Là sao? Tại vì con dâu tôi không cho phép. Tôi nhớ nó nhiều lắm, muốn được ẵm nó, muốn được chơi với nó. Nhưng mà chắc là tại lỗi tại tôi đó. Tại tôi với con dâu tôi mâu thuẫn với nhau, nên con dâu tôi không có cho phép.
Vậy sao bà không chịu giải thích với con dâu của bà đi? Ừ thì tôi cũng có giải thích, nhưng mà mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà. Ừ thôi, nếu cô không cho thì thôi. Cảm ơn cô. Nè, thấy bà cũng tội. Thôi ẵm con tôi một chút xíu đi, cho đỡ nhớ cháu nè. Vậy hả cô? Cảm ơn cô nhiều lắm. Dạ. Nhẹ nhàng thôi, mới vừa hát tào lao cho nó ngủ đó. Dạ. Ê, đỡ cái cổ nó. Nghĩa ơi, nỗi nhớ con nhiều lắm Nghĩa ơi. Tôi gọi lại cô nè. Tôi xin phép tôi đi. Bà, ôi cái bà này ngộ ta. Mà chắc bị nhớ cháu quá đó mà. Ôi. Thôi, mẹ qua cho ngủ. Ê, đừng mà chú cha. Ê, đây mẹ cho con bú sữa nha, Ủa, mẹ. Dậy rồi ha con? Dạ. Uống trà với mẹ ha. À, sáng vợ con cho mẹ ăn gì chưa? Ăn rồi. Ừ. Dạ. Nè, uống trà cho mẹ đi. Để con. Ừ. Sao vậy? Mỗi lần á, con cầm cái bình trà này lên á, là con lại nhớ cha. Má biết tại sao không? Sao vậy con? Hồi lúc nhỏ á, cứ mỗi lần á, cha ngồi đây nè, con cũng ngồi đây. Ừ. Cái con hay rót trà, con đưa cho cha. Mà con nhớ hoài cái lời trăn trối của cha. Bà ơi, tôi thương thằng Út lắm. Mà đứa nào á, cũng có vợ, có chồng hết. Chỉ có thằng Út, nó chưa có lập gia đình. Nên tôi với bà mà đi á thì không có yên dạ. Thì cuối cùng á, mẹ cũng làm tròn nhiệm vụ hứa với ba con á, là cho con yên bề gia thất rồi. Bây giờ thấy tụi con đứa nào á cũng yên bề gia thất á, là mẹ vui. Dạ. Mà ba con á, ở dưới suối vàng á, cũng an tâm. Nè, mẹ nói nghe nè, bây giờ con cứ lo cuộc sống của con đi, cứ lo gia đình của con đi. Còn mẹ sống làm sao kệ mẹ ha. Đâu được mẹ. Trời ơi, mẹ nghĩ sao vậy? Bổn phận của con á là phải phụng dưỡng cho mẹ cho đến 100 tuổi già. Từ lúc mà ba mất á thì tụi con á cảm thấy rất là hối hận. Mà thôi đi, bỏ qua chuyện đó đi. Mẹ, bệnh của mẹ dạo này sao rồi? Đỡ nhiều hơn chưa? Thì lâu lâu nó cũng trợ chứng, nó cũng tái phát chút. Mà không sao đó, mẹ khỏe. Ừ. Dạ. Ây da, đắng quá vậy con. Chắc cái bè pha hơi đậm á. Con nè, cuộc sống của mẹ làm sao cũng được. Con cứ lo cho gia đình con ha. Cứ gia đình con hạnh phúc là mẹ vui, con hiểu không? Cái gì cũng nhường nhịn vợ, không có được gây gỗ với vợ, biết không? Mà mẹ cứ yên tâm đi, sau này á, mà mẹ có muốn cái gì á, thì cứ nói với vợ con. Vợ con sẽ làm cho mẹ. Nha. Vợ con vậy chứ là một cô dâu hiếu thảo lắm mẹ. Uống trà nữa không con? Uống trà nữa dạ, không? Dạ thôi được rồi. Cũng sắp tới giờ đi làm rồi. Mình ơi, em chuẩn bị đồ cho mình đi làm nè. Thấy bà xã của mình có giỏi ghê không? Công nhận á, bà xã của anh chu đáo ghê luôn á. Em, ở nhà ráng chăm sóc cho mẹ nha. Bây giờ á, mẹ đang bệnh đó. Ráng mẹ có muốn ăn cái gì á thì ra chợ mua cho mẹ, nấu cho mẹ ăn nha. Trời ơi, ông xã dặn cái gì kỳ cục vậy? Cái đó là bổn phận của bà xã. Bà xã phải chăm sóc cho mẹ chứ, đúng không mẹ? Đúng rồi con. Dạ.
Ông xã, nói nghe nè, cái chuyện hôm bữa bà xã nói ông xã, rồi ông xã nói với mẹ chưa? Không được, mẹ đang bệnh. Bây giờ nếu mà anh nói lỡ mẹ buồn, mẹ bệnh nặng thêm thì sao? Cái gì vậy? Mẹ bệnh, còn bà xã sao? Bà xã lo cho ông xã, lo cho cái nhà này hy sinh nhiều lắm luôn á. Thì ông xã biết rồi, nhưng mà... Rồi. Hả? Đi làm hả con? Đi làm à, dạ. À, chưa tới giờ mẹ. Khoảng 15 phút nữa mới tới giờ. Vậy hả? Dạ. À, mẹ, con có chuyện này muốn thưa với mẹ nè. Chuyện gì vậy con? Dạ, chuyện là gì nè. À, dạo này con thấy mẹ cũng bệnh nhiều lắm rồi, so với lúc trước phải không mẹ? Thì già rồi mà. Dạ. Bệnh lắc nhắc gì đó. Dạ. Ừ. À, bởi vì hai vợ chồng con có chuyện này muốn thưa với mẹ. Ừ. Là cái căn nhà này nè. Hay là mẹ sang tên cho hai vợ chồng con đi. Đúng rồi đó mẹ. Chồng con nói đúng đó mẹ. Hay là mẹ sang cho vợ chồng con. Mẹ biết sao không? Tại vì con á thì con thì con muốn là sau này để tụi con phụng dưỡng mẹ tới 100 tuổi già. Nói chung là nhà này là nhà của tụi con. Chứ mai mốt chị Ba Hoài có chồng rồi, mà mai mốt cứ về đây đòi chia chác căn nhà này thì sao được mẹ? Mẹ biết mà. Dạ. Nhưng mà mẹ chưa có chết mà. Mẹ chưa chết. Chưa chết sao viết di chúc được con? Chừng khi nào bệnh nặng rồi mẹ viết di chúc cho. Giờ mẹ còn khỏe lắm. Nhưng mà chị Ba rắc rối lắm mẹ ơi. Chị Ba mà lỡ về đây nói là chị Ba cũng là con của mẹ, bây giờ căn nhà rồi sẽ hai ra rồi, hai vợ chồng con ở đâu? Không lẽ ở góc bên thì chị vợ chồng của chị Ba với lại anh Ba ở bên đâu được đâu mẹ. Đúng rồi đó mẹ. Mẹ biết, nhưng mà con ơi, hai đứa con sống với mẹ thì nếu mà sau này á mẹ có chết á thì cái nhà này cũng thuộc về hai đứa con mà. Ủa anh, vậy cuối cùng á là mẹ có đồng ý không anh? Tức là mẹ chết là nhà này cũng thuộc hai vợ chồng mình. Nhưng mà không có được, năn nỉ mẹ đi, kêu mẹ ký đi. Ký hả? Ừ. Mẹ ơi, mẹ bây giờ ơi. Có một chữ ký hả mẹ? Chỉ có một chữ ký nó sẹt 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 cái thôi à. Bây giờ mẹ chỉ ký thôi là thiệt á, là gia đạo nó ôn hòa liền. Nó mẹ bây giờ... Mẹ, con nói mẹ nghe nè. Chồng của con á, là con trai một trong nhà. Rồi á, anh còn phải có trách nhiệm cao cả nữa. Anh còn phải lo cho cái nhà nè. Dạ. Lo cho mẹ. Rồi còn phải thờ phượng tổ tiên nữa. Khổ lắm mẹ ơi. Mẹ thương đi mẹ. Bây giờ là tụi con ép mẹ đó hả? Không có à. Không, dạ, có, không có à. Không có. Con của mẹ sao ép mẹ được. Trời đánh con à. Đúng rồi, mẹ mà nói như vậy á hả, tội tụi con chết luôn á. Dạ. Tụi con thương mẹ lắm, không có ép mẹ đâu mẹ ơi, năn nỉ thôi à. Còn thôi, bây giờ nè, nếu mà mẹ không chịu ký thì cũng có hướng giải quyết khác. Mẹ biết rồi đó, con này con thương mẹ lắm, con rất là thương mẹ. Mẹ cũng thương con nữa. Dạ, nếu mà hai vợ chồng con xin phép chắc dọn ra ngoài ở quá. Sao đúng rồi. Dạ, chứ bây giờ ở vậy nó bị cấn sao với chị Ba, con thấy cấn lắm, thiệt. Đúng rồi, người ta nói á, con gái á, là con của người ta, con dạ. Dâu mới con của mẹ cha đem về. Dạ. Mẹ không có thương con hả mẹ? Không có, không có, mẹ thương con nhiều lắm. Dạ. Bây giờ nếu... Bây giờ, vậy thì vậy đi, mẹ thương á, mẹ cho tụi con xin một chữ ký thôi. Còn... Nha mẹ, để tụi con an tâm làm ăn nữa mẹ. Còn chiều cuối. Mẹ, thằng Nghĩa mẹ nhớ không? Cháu nội của mẹ đó. Cháu đích tôn của mẹ mà. Tụi con đi rồi cái là nó cũng đi theo luôn. Đi theo luôn là mẹ lúc đó đâu có gặp cháu nội mẹ được nữa đâu. Đúng không? Bây giờ nè. Mẹ, bây giờ mẹ ký cho con một chữ ký thôi để cho con an tâm. Con đi làm cũng an tâm mà vợ con ở nhà chăm sóc mẹ cũng an tâm luôn. Thôi được rồi. Mẹ ký. Mẹ ký thôi mẹ. Mẹ ký đi mẹ. Dạ. Trời ơi, mẹ nói đúng đó. Mẹ phải ký. Nè, mẹ ký đi. Nè, có sẵn luôn. Ủa? Nè, mẹ ký được không? Để con phụ mẹ ký nha. Nè mẹ ký đây nè, ký đây nè, đúng rồi nó. Đem ra sẵn vậy luôn hả? Ý, chết cha rồi, con ký lộn chữ ký con rồi. Giờ sao vậy? Thôi sao? Không sao. Con còn cái khác. Con photo nhiều lắm mẹ. Nè, mẹ ký đây đi mẹ. Mẹ ký đi, ký đi mẹ. Photo như có công chứng không em? Có, em làm hết rồi, 100 tờ luôn. Mẹ... Tại mẹ rung quá. Mẹ ký. Mẹ... Sao mẹ rung mẹ? Mẹ dạ. Đừng rung nè. Dạ. Rồi. Trời đất ơi, chữ ký của mẹ đẹp quá à. Ôi chú cha, mẹ ơi, thương mẹ quá mẹ ơi.
Mẹ ơi, con thương mẹ lắm luôn á. Mẹ ơi, hay là mẹ vô trong nghỉ ngơi đi, chứ thấy ký con chữ ký mà mẹ mệt rồi á. Mẹ vô trong nghỉ ngơi đi mẹ. Vô trong. Đưa bình trà mẹ đem vô trong. Ký rồi đó, con làm gì làm đi. Cái việc này là cũng do em đó, chứ thật sự là anh. Trời ơi. Cái gì bà má trời là đó. Má của anh mà. Cái gì? Em là vợ của anh mà. Thôi ông xã nè, thương thương đi làm nha. Nghe lời nè, đi làm ngoan nè. Rồi cuối tháng lãnh lương đem hết về cho bà xã nha. Nghe chưa? Nè, đi làm nè. Nó đi làm đi rồi chiều về hai vợ chồng mình gặp nhau nha. Nhưng mà nhớ nha, ở nhà phải chăm sóc cho má tử tế đó. Trời đất ơi, nữa cũng câu này nữa. Ông sẽ kỳ cục quá hà, làm như là người dân nước lã vậy đó. Rồi, cái chiêu khóc nữa. Biết tôi sợ khóc mà cứ khóc hoài. Tôi sợ con gái khóc mà cứ khóc hoài à. Thôi, năn nỉ đi mà cứ... Ngày hôm nay là khóc nhiều lắm đó. Nạt không? Nữa. Hôm nay là tôi thấy khóc, đi vòng vòng là thấy khóc nhiều lắm luôn á. Nạt nữa. Thôi giờ thì anh đi làm với bà xã không? Anh đi nha, nhớ nhà chăm sóc má đó. Alo, bà Sáu hả bà Sáu? Tôi nè. Cái gì bà nội, nghe giọng tôi mà còn hỏi ai nữa? Trời đất ơi, tôi nè trời. Rồi nhớ chưa? Nói nghe nè, cái chuyện kinh thiên động địa hôm nay nè. Bà ghi liền cho tôi bao lô con này nha. 35 nha bà. Cái gì? Đúng rồi, cái con này là tôi nuôi lâu lắm rồi mà tôi phải nuôi chừng nào nó ra mới thôi bà. Chứ sao? Cái gì vậy, nói gì bà? Tiền á hả? Trời, bà nói như quánh vô mặt tôi vậy bà. Tiền là bà cứ yên tâm, tôi á là có rồi. Sao hả? Đơn giản thôi, xách sổ hồng ra cầm, có tiền khỏi dai khỏi mượn mất công. Thôi, nhiều chuyện quá hà. Bao lô nghe chưa, bao lô cho tôi nghe chưa. Chúng là tôi sẽ không quên bà đâu, nghe không? Rồi, nhớ có gì bảo tôi, bye bye bà. Con dâu ơi. Mẹ nói, thằng Nghĩa nó khóc kìa, vô cho nó bú đi con. Nữa hà, tôi nói với bà bao nhiêu lần rồi, thằng Nghĩa, tôi không cho bà lợi gần thằng Nghĩa mà bà cứ lợi ôm ấp ẩm mồm nó hoài vậy hả? Nói mà không có nghe gì hết á. Tại nó đang khóc. Tôi cấm tuyệt đối không được lợi gần thằng Nghĩa, bà nghe rõ chưa? Nhìn là ngứa con mắt hả? Tôi đi vô ngủ á, lo nấu cơm cho tôi ăn. Cho thằng Nghĩa bú nha con. Mẹ ơi à. Mẹ có nhà không vậy mẹ? Ơi. Ba hả? Dạ. Mẹ nè. Mới về hả con? Dạ. Trời đất ơi, khỏe không? Khỏe không? Nè con ngồi đi, ngồi con đi, ngồi đi. Ngồi. Ừ, mẹ ngồi. Nè con ngồi đây. Mẹ khỏe không mẹ? Mẹ khỏe. Ừ. Con nhớ mẹ quá. Mẹ, dạ. Sao ở trong nhà mà ngoài cửa không có đóng cửa gì trơn á? Để y á hả? Trời ơi, có ngày á. Thằng ba nó mới... Thằng ngại gì chị ba? Trời ơi. Thì... Trời ơi trời. Ở đâu lọt vô được trong nhà tôi vậy? Ốc. Đi chứ sao lọt mày? Mới làm về hả? Trời ơi. Con quên cái hợp đồng quay là con lấy chứ mới nửa tiếng sao đi làm về được má? Ai biết được hôm nay được nghỉ. Quên cái hợp đồng hả? Để đâu má lấy? Dạ con để ở trong phòng á. Để vô lấy giùm con nha. Mẹ đi từ từ thôi nha mẹ. Hai chị em cứ ngồi nói chuyện đi ha. Đi từ từ đi. Nói chuyện vui vẻ nha chưa? Dạ. Con có lúc nào hàng học với nó đâu. Còn chị nữa. Chị đâu qua nhà tôi đi. Đi thăm mẹ. Tôi đâu mời. Ủa thăm mẹ sao phải mời? Ủa mà làm ơn á, lần sau á nhớ rửa cái chân sạch giùm cái. Trời ơi, bước vô nhà ta là gạch men ha. Chị nè, chân à, đất bùn không nè. Tôi thuê người làm cũng tốn tiền hàng tháng chứ đâu phải là không tốn tiền đâu. Cứ mỗi lần chị bước vô cái là tôi phải kêu nó lau dọn, mỗi lần lau dọn là phải bo đó. Tao lau là bơ đi mai mốt mà nói thiệt với chị, thăm gì mà thăm hoài vậy má? Thôi mà có gì thăm hoài vậy, một năm á tao thăm lần thôi, làm gì tuần nào cũng chạy qua đây chi vậy? Ủa chị qua mày đây đừng á, quá đáng quá bơi. Nè, tôi nói thiệt với chị á, hồi nãy chị nói á là đóng cửa là có chừng ăn trộm đúng không? Trộm ngoài á là tôi không có sợ nha, mà tôi sợ chậm trông á. Mày nói gì vô? Tôi nói gì kệ tôi. Mày nên nhớ tao là chị của mày đâu ơi. Chứ tôi nói bà là em tôi nào. Vậy mày phải ăn nói với chị như thế nào mới được chứ. Vậy tôi ăn nói thế nào mới được? Mày phải làm sao cho người ta nể trọng mày. Mày làm riết tao không còn nể trọng mày nữa đó. Bà làm sao để tôi nể trọng bà đi. Thì tôi sẽ nể trọng, bà sẽ nể trọng tôi à.
ha. Bây giờ tôi không nể trọng bà được thì bà cũng không có nể trọng tôi được. Tôi nói với bà hiểu không? Cái đó là chuyện quá khứ rồi. Bây giờ nè, tôi muốn sao á, nhà là nhà của tôi, bà cũng không có quyền vô đây á mà lớn tiếng hoặc là nói này nói nọ tôi. Bây giờ tôi thích bà ở đây á thì bà ở đây, còn nếu mà tôi không thích bà ở đây á thì bà đi về đi, tôi không chứa bà. Tao hả thăm mẹ thôi mà, mày có cần làm như vậy không? Thăm mẹ sao mua gì hết trơn vậy? Đúng, tao nghèo. Phải rồi, mày khinh khi vợ chồng tao nghèo nên giờ mày đối xử với tao như vậy phải không? Mày không coi xem trọng chị mày nữa. Tôi không khinh ai hết trơn á, tôi không thích. Mày khỏi còn phải đuổi, tao tự biết tao phải đi về. Mày quá đáng lắm ông ơi. Thôi đi. Hai đứa con làm sao vậy hả? Hai đứa con là chị em với nhau đó hả? Tại nhưng sao mà vậy? Nó hỗn hợp với con mày không thấy hả? Tại sao không biết nhường nhịn nhau? Cha tụi con nói thì sao? Chị em phải yêu thương nhau kìa mà. Tại sao bây giờ xảy ra cớ sự như vậy? Các con thiệt là... Ông ơi! Ông... Mẹ! Mẹ sao vậy mẹ? Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ? Mẹ bị sao? Trời ơi! Mẹ bà đó! Đưa mẹ đi bệnh viện đúng rồi! Mẹ ơi! Mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ! Mẹ! Mẹ ơi! Trời đất ơi là trời, bực bội hả cái nhà? Đóng trên in vậy nè, sáng thì quét nhà, lau nhà, nấu cơm, nấu nước, chăm cho con, xong rồi giờ phải chăm tới bà già. Đó, đó, thôi đi kìa, ứa gan không? Đi lẹ lên bà nội! Alo? Dạ, em nghe nè ông xã. Dạ, em nghe nè. Trời ơi, nhớ ông xã lắm luôn á, nhưng mà bà xã bận lắm, bà xã phải săn sóc cho mẹ nữa. Thương lắm ông xã ơi, thương mẹ lắm hả, đi đâu có được đâu, rồi bà xã phải dìu, phải bồng á, nâng ba mẹ, nhân mẹ ha mới tắm cho mẹ xong, rồi vợ hả, phải lôi mẹ, bà xã phải bồng mẹ ra đây nè, rồi đó. Ông xã ơi, ông xã, thôi nha bà xã phải chăm sóc cho mẹ rồi, thương lắm. Chiều về á, bà xã, chăm sóc cho ông xã nha. Thương nè, thương nè. Thôi nha, bà xã bận rồi. Bực cái mình hà, đi cũng không được nữa hả? Rồi bắt lôi đẩy bà xuống dưới. Bội, ngồi đi. Cho bà ra đây mới được. Nó ăn cho mập thay vô rồi nặng muốn chết. Rồi đó, mày đi nè, nó đi á thì không đi. Rồi nó. Ui, tao nói nha. Bực bội. Vậy, muốn nói gì? Nói đi. Nói. Dám nói. Cơm nè. Bực bội hả? Cả năm rồi bà biết không, quần đầu mù tóc rối, không có được đi massage săn sóc sách đẹp gì hết á. Tối ngày phải cắm đầu vô trong bếp lo cho bà, lo cho cái nhà. Già rồi sao chết quách đi cho rồi, sống chi cho chật đất gì bà. Bực bội. Ăn nè. Hả họng ra. Họng ra. Tôi hỏi bà hả họng ra không? Hả? Hả không ra? Trời ơi cái bà này nó đổ hả? Đổ thì hốt lên cho bà ăn nữa nè. Đổ hả? Ăn trong chén thì không chịu ăn. Không ăn đâu à. Hất hả? Bà hất hả? Bà hất. Bà già thì bà chết đi. Tôi phải chăm sóc cho bà nữa. Ứa gan không? Tôi hỏi một lần cuối, bà có há miệng ra ăn không? Bà nhăn bà khóc cái gì? Tôi nè, tôi phải khóc nè. Trời đất ơi, ngó xuống bà coi. Nó trẻ đẹp như vậy nè, mà phải tối ngày á lao tâm lao lực chăm sóc cho cái nhà, rồi chăm sóc cho cái bà già, ăn ở không ngồi một đống, không có làm được cái tiền bạc gì hết. Đó, cực khổ không? Bây giờ bà ăn không? Một lần cuối không ăn đúng không? Bà không ăn. Không ăn thì tôi cho ăn. Dừng lại! Mẹ! Cô làm cái gì đó? Mẹ ơi! Mẹ thấy kìa! Vậy giờ quý mày đánh xử với mẹ như vậy đó! Mẹ ơi! Cô làm cái gì vậy? Hả? Con xin lỗi mẹ ơi! Cô biết đây là ai không? Cô biết đây là ai không? Biết mẹ chồng
Tại sao cô... Trước mặt tôi á, thì cô nói cô thương yêu mẹ tôi. Bây giờ hành động này là sao? Cái hành động này là sao? Được rồi, để tôi nói cho mà biết. Tôi bực bội lắm rồi, một năm nay tôi phải săn sóc cho cái bà già thật quyền đó. Mệt lắm rồi biết không hả? Bây giờ tôi muốn cho bà chết, bà chết liền bây giờ. Con đẹp! Anh dám đánh tôi từ hồi đó giờ hôm qua mà không có đánh bật tay nào đâu. Vậy mà vì cái bà già nó đánh tôi hả? Trời đất ơi, ngã xuống bà coi nè, chồng chết vợ nè, trời ơi trời bảo lực cha đánh bà con ơi, vô đi coi nó đánh tôi nè, trời ơi nè. Quay đi. Đây là bàn tay đầu tiên tôi dành cho cô. Tại sao vậy? Tại sao mọi người ác như vậy? Được rồi. Ác với mẹ tôi. Anh dám đánh tôi hả? Rồi anh sẽ phải hối hận nè. Tôi nói cho anh biết, nghe cho kỹ nè. Cái nhà này tôi đã bán rồi, và tiền cũng xài hết luôn rồi. Anh cứ ở đây mà cho cái bà tập quyền đó đi cô, ha. Tôi sẽ đi. Dành tiền. Cô đứng lại. Trời ơi, nó bán cái nhà rồi. Trời ơi, mẹ, bao nhiêu mẹ, lời nói mày không nghe. Mẹ có sao không mẹ? Mẹ có sao không? Mẹ, trời ơi, đừng cho tôi gặp cô. Tôi gặp tôi sẽ giết cô. Mẹ ơi, mẹ có sao không mẹ? Mẹ ơi. Mẹ nói gì mẹ? Mẹ kêu... Mẹ muốn nói gì đó Út? Mẹ kêu, mẹ kêu lấy gì hả mẹ? Cái áo hả? Cái áo mẹ để đâu con lấy? Cái áo mẹ ơi, mẹ phải, ơi. Phải cái áo này không vậy mẹ? Trời ơi, phải mẹ nói cái áo này không? Mẹ ơi, cái áo. Áo đây nè mẹ. Áo có rồi nè mẹ. Túi áo. Nó có miếng giấy gì nữa Út ơi. Đưa em. Đó. Gửi các con thân yêu của mẹ. Sao mẹ viết thư? Con ba của mẹ lúc nào mẹ cũng lo lắng và thương yêu con. Nhìn con nghèo khổ mà mẹ không bao giờ chịu được. Mẹ lúc nào cũng lo cho con nhiều nhất đó ba. Còn thằng Út, mẹ cũng thương con nhiều lắm. Có một chuyện mà cha mẹ đã giấu kín từ bấy lâu nay. Con không phải... Con không phải là con ruột của cha mẹ sinh ra. Mà do cha mẹ nhận nuôi từ một người đàn bà trót dại. Họ để con ở trước cổng bệnh viện. Cha con mới đem con về nuôi nấng con ngày hôm nay. Mẹ hy vọng chị em con sẽ thương yêu nhau và xem là chị em ruột của nhau. Đây cũng là nguyện vọng cuối cùng của mẹ. Không! 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 Không phải! Mẹ! Mẹ ơi! Mẹ nói! Mẹ gạt con phải không? Bình tĩnh không ơi! Mẹ gạt con! Mẹ nói con nghe đi! Mẹ gạt con! Con là con ruột của mẹ! Con là con ruột của mẹ! Mẹ nói đi, mẹ gạt con. Con
phải. Không phải mà. Tại sao vậy? Tại sao con chỉ là một đứa con nuôi vậy mẹ? Tại sao con chỉ là một đứa con nuôi mà tại sao cha mẹ lại thương yêu con, lo lắng cho con? Tại sao đứa nào cũng là con mẹ, đứa nào mẹ cũng thương đều nhau. Mẹ ơi, ông trời ơi, ông cho Thiên Lôi đánh tôi một búa chết tại ngày hôm nay đi. Mẹ con, thằng con nuôi, tôi lại cả quyền trong cái gia đình này. Còn trong khi đó, đứa con ruột của ba mẹ tôi thì tôi coi như là người dân nước lạ. Chị, em xin lỗi chị, em nhập đầu xin lỗi chị. Đừng, chị thương Út, chị không bao giờ là nhận xin lỗi của Út. Mọi chuyện qua hết rồi Út ơi, đừng như vậy nữa. Chị không có trách Út, chị chỉ lo cho mẹ ra thôi. Mẹ, thương nhau nha. Dạ. Con hứa hai chị em con sẽ ngày ngày cận kề bên mẹ. Tụi con sẽ chăm sóc cho mẹ thật tốt. Con hứa, mẹ yên tâm đi, từ đây về sau con sẽ... Mẹ sao vậy mẹ? Út ơi, mẹ sao vậy? Mẹ ơi, tỉnh dậy đi. Mẹ đừng làm con sợ mẹ ơi. Mẹ tỉnh dậy với con nè, mẹ thấy chuyện đi mẹ. Mẹ ơi mẹ. Mẹ ơi, mẹ ơi, tỉnh dậy. Con bác hiểu, con không được lo cho mẹ. Mẹ ơi, đừng có bỏ con. Đừng bỏ con mẹ ơi. Mẹ ơi. Trẻ thơ nhỏ dài cầu mong con mình có một ngày mai. Mẹ tôi nắng mưa chẳng ngại nhọc nhằn, mẹ tôi mỉm cười nhìn bóng con ngoan. Hoàn ngàn lòng mong con mình xứng thành. Chiều bên liếp lều trai. Suốt đời một lời
lúc đau buồn và khi sóng gió. Giữa sóng to cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Mẹ dành hết tuổi xuân vì con, mẹ dành những chăm lo tháng ngày, mẹ dành bao hy sinh để con chạm lấy ước mơ. Mẹ là ánh sáng của đời con, là vầng trăng khi con lạc lối, dẫu đi trọn cả một kiếp người cũng chẳng hết mấy lời mẹ ru. Sóng gió giữa dòng phố cuộc đời, vòng tay mẹ chở che khẽ vô về, bỗng thấy lòng nhẹ nhàng bình yên. Nợ mẹ cả tuổi xuân vì con, nợ mẹ những chăm lo tháng ngày, nợ mẹ bao hy sinh để con chạm lấy. Quay về bình yên.